18 giờ 30 phút ngày 1 tháng 8, nhà tang lễ bệnh viện rất đông người thân, bạn bè, đồng đội của 3 cán bộ, chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy vừa dũng cảm hy sinh khi làm nhiệm vụ chữa cháy, cứu được 8 người. Trong khu chờ nhà tang lễ, những tiếng khóc, tiếng gọi chồng, gọi con chất chứa đầy nỗi đau đớn không ngừng vang lên. Cậu của cố trung tá Đặng Anh Quân, sinh năm 1977, nói: "Vợ chồng anh Quân đang ở cùng mẹ và có 2 con trai, con lớn 17 tuổi, con nhỏ 13 tuổi. Kể về Quân, người thân, hàng xóm tâm sự anh là người rất tốt tính, hòa đồng với mọi người. Cháu mất đi để lại mẹ già, các con còn nhỏ thế này rất đau đớn, xót xa, nhưng gia đình chúng tôi cũng tự hào vô cùng vì cháu hy sinh khi làm nhiệm vụ chữa cháy, cứu người." Đứng ở khu vực trước sân nhà tang lễ, bố Trung úy Đỗ Đức Việt, sinh năm 1998, liên tục lau nước mắt, nghẹn ngào khi nhận được thông báo ông Dụng rời, bắt vội xe ôm đến bệnh viện 19 tháng 8 và cứ cầu nguyện rằng con chỉ ở phòng cấp cứu, không sao cả. Nhưng khi đặt chân tới bệnh viện, được thông báo đi sang nhà tang lễ, ông đã gần như ngã quỵ. Ở một góc khác của nhà tang lễ có một phụ nữ ngồi lặng lẽ khóc ngất. Đó là mẹ của chiến sĩ nghĩa vụ Nguyễn Đình Phúc, người trẻ tuổi nhất trong 3 chiến sĩ hy sinh. Phúc sinh năm 2003, vừa tròn 19 tuổi, mới tham gia nghĩa vụ được 1 năm. Theo người thân của Phúc, bố anh mất sớm nên mẹ là người thân duy nhất. Mẹ mở cửa hàng bán cơm chay ở gần nhà nên hàng ngày sau khi kết thúc công việc, chàng chiến sĩ trẻ lại về phụ giúp và rất ngoan ngoãn. Người bạn thân của mẹ Phúc cho hay đã vài ngày nay Phúc phải trực cơ quan nên mẹ con không gặp nhau. Ngay sáng 1 tháng 8, chính Phúc cùng các đồng đội đã cứu nạn thành công, dập tắt một đám cháy. Đến trưa khi về nghỉ ngơi, anh đã nhắn tin thông báo cho mẹ về việc hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng rồi anh lại tiếp tục cùng đồng đội xông vào đám cháy, cứu người. Khoảng 16 giờ, khi được người thân thông báo, mẹ Phúc không tin vào tai mình và nhờ mọi người đưa lên đơn vị hỏi. Khi nhận được thông tin chính thức, bà đã vào ngay bệnh viện và khóc con mãi.